Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12 năm 1957, Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập chỉ với hơn 50 nhạc sĩ. Trải qua 65 năm trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói chung và các nhạc sĩ nói riêng đều vượt qua những khó khăn thử thách, song hành cùng sự phát triển của dân tộc và âm nhạc Việt Nam. Chặng đường vẻ vang tự hào đó sẽ là động lực để hội ngày càng phát triển và vươn mình mạnh mẽ, từ đó đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 65 năm qua, giới văn học nghệ thuật trong cả nước, trong đó có giới âm nhạc, vinh dự tự hào được Đảng và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã đạt được những thành tựu rất to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã để lại một kho tàng âm nhạc đồ sộ, vô cùng giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của cả dân tộc, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng và chính trị. Âm nhạc Việt Nam luôn luôn đồng hành với các cuộc cách mạng của dân tộc. Từ kháng chiến chống thực dân Pháp cho tới kháng chiến chống Mỹ, rồi chiến tranh biên giới, rồi hải đảo, tất cả mùa nào cũng đều có những cái bài hát vang lên ở cái khúc đó. Là hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đấy. Luôn luôn là ngoài cái sáng tác những cái cảm xúc tự do để ca ngợi quê hương, ca ngợi đất nước, thì còn là một cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể là luôn luôn động viên quân và dân. Quân và dân xây dựng rồi thì chiến đấu rồi bảo vệ Tổ quốc, thứ luôn luôn có âm nhạc đồng hành. Việc xuất hiện của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì nó đã đáp ứng một vấn đề rất quan trọng trong cái tiến trình phát triển văn hóa của đất nước. Cho nên 65 năm của Hội Nhạc sĩ là 65 năm đầy tự hào, và có thể nói rằng là nhà nước đã hai lần tuyên dương anh hùng Hội Nhạc sĩ. Đấy là một cái minh chứng lớn nhất về cái sự đóng góp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đối với dân tộc, đối với đất nước. Sau 65 năm, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có gần 1.500 hội viên hoạt động tại 54 chi hội trên cả nước. Trong số hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, có hàng chục nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và hàng chục nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo ưu tú. Các hội viên của hội vẫn đang còn sung sức trong sáng tạo vì tương lai của nền âm nhạc nước nhà. Mặc dù đứng trước những khó khăn thách thức của thời đại, nhưng trong họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến. Bảo tồn, giữ gìn và quảng bá được những cái giá trị về nghệ thuật, nói chung trong đó có cái giá trị về âm nhạc ấy, thì đấy là một cái nghĩa vụ cũng như là một cái trách nhiệm của văn nghệ sĩ ngày hôm nay. Không chỉ là tri ân, không chỉ là gìn giữ những cái tác phẩm của các nhạc sĩ, các văn nghệ sĩ lão thành của các thế hệ trước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi trong những cái năm tháng xây dựng đất nước hiện nay, thì còn có cái nhiệm vụ nữa là chúng ta phải làm sao quảng bá được những cái chân giá trị đến cho đông đảo công chúng, đến với lại các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Bên cạnh đó thì chúng ta phải đưa được những cái giá trị về văn học nghệ thuật, về âm nhạc, về mỹ thuật, về hội họa vân vân, về phim ảnh ra đến nước ngoài. Tiếp tục chặng đường vẻ vang, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang nỗ lực tập hợp lực lượng xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, chuyên nghiệp, mang tính nhân văn và bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay và hội nhập với âm nhạc quốc tế.